Củ tam thất thì trị cái bệnh gì? Xin kính chào các cô chú anh chị. Đối với củ tam thất thì nó có 7 cái tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất đó là cầm máu và bổ máu. Tác dụng thứ hai đó là bảo vệ tim mạch và mạch não. Cái thứ ba nữa là kích thích cần cái thần kinh trung ương, chống trầm uất, giải tỏa stress và giúp phục hồi cái hệ thần kinh, tăng cường cái trí nhớ của bản thân mình khi mà chúng ta sử dụng cái củ tam thất này. Cái thứ tư đó là cái chống lão hóa. Thứ năm là phòng ngừa và điều trị ung thư. Và cái thứ sáu là điều hòa kinh nguyệt. Và cái thứ bảy đó là cái điều tiết cái đường huyết của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái này. Thì đối với cái củ tam thất bắc này á, thì cái cách dùng của nó cũng khá là đơn giản thôi. Và khi mà chúng ta lấy cái củ tam thất bình thường, một cái củ tam thất khô thì nó sẽ hình dạng nó như thế này. Là những cái hàng này là mình đã chọn rất là kỹ rồi. Và sau đấy thì chúng ta về, chúng ta nhờ tiệm họ xay ra cho. Họ xay thì họ sẽ có máy xay xay ra, sau khi xay ra thì thành bột nó như thế này. Hoặc là ví dụ của chỗ cô chú anh chị nào mà không có cái máy xay á, chúng ta không có đi xay được thì chúng ta sẽ có thể lấy dạng bột. Bột thì mình bán là 900.000 đồng một cân. Còn đối với loại củ, củ thì mình sẽ có 4 loại. Loại 90 củ một cân là có giá 800.000, 70 củ một cân là 900 và 52 củ như loại ở đây là loại 52 củ một cân giá 1 triệu 1, và một loại nữa là loại 40 củ một cân là giá 1 triệu 600 nghìn. Thế thì sau khi cô chú anh chị chúng ta lấy cái củ này về, chúng ta mang ra tiệm, chúng ta nhờ tiệm họ xay cho, mất đâu đó khoảng 30 nghìn một cân gì đó. Thì sau khi xay ra thì cái hình dạng bột nó sẽ như thế này. Càng những cái dòng củ to thì cái dòng bột cái nó sẽ chuyển cái màu, nó chỉ hơi xanh xanh thôi. Càng dòng củ to thì cái màu xanh nó càng đậm hơn. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ thì sẽ thấy màu xanh. Chúng ta khi mà chúng ta đặt các loại củ khi đã xay với nhau thì nó sẽ mình so sánh nó sẽ dễ hơn. Khi mà bột chúng ta xay ra thì nó sẽ hình dạng như thế này. Mỗi một lần vào một buổi sáng, thông thường ví dụ như mình sử dụng buổi sáng thì mình sẽ sử dụng như này. Mỗi một buổi sáng sử dụng một ly một cái thìa này thôi. Một cái thìa cà phê này thôi. Tầm này bột. Chúng ta pha với một cái ly 200 ml nước và nước là nước ấm. Và sau đó thì chúng ta sẽ cho thêm một ít mật ong nữa cho dễ uống. Chúng ta sẽ uống vào buổi sáng. Như mình là mình uống trước khi ăn và uống trong lúc nước nó còn đang ấm. Thứ nhất là nó tạo cho mình một cái ngày đó, ngày hôm đó là cái năng lượng nó rất là kiểu rất là tốt cho mình. Mình cảm thấy nó không bị mất năng lượng, mà kể cả mình có hôm đó mình có ăn sáng hay không thì cái năng lượng của mình nó vẫn rất là dồi dào. Cái tác dụng về cái hỗ trợ và điều trị ung thư khá là tốt đối với cái củ tam thất này, nhất là những cái người mà chúng ta bị u cục á. Thì những người u cục là gần như là sẽ cảm nhận rất là rõ ràng. Những cái u lành tính uống sau khoảng tầm từ 1 đến 3 tháng thì nó sẽ dần dần nó tan hết, nó tiêu hết đi. Đó. Thì cô chú anh chị có cái nhu cầu về cái củ tam thất thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại trên màn hình 0974010585 hoặc là 0947010585. Cả hai số mình đều có cả Zalo và có cả Facebook, thì mọi người có thể tìm theo Zalo cũng được hoặc là theo Facebook cũng được. Cái giá cả thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả, thì mọi người có thể xem ở dưới mô tả phần dưới này, bấm một cái mũi tên ở bên dưới đó. Ok, xin kính chào các cô chú anh chị. Đây chính là cái hình thức của cái loại củ 52. Thông thường thì những cái loại củ như thế này sẽ dao động một đến hai củ, nhưng mà gần như nó chính xác. Có lúc thì cũng 53, có lúc thì cũng 51, nó cũng tùy. Nói chung là trung bình nó sẽ 52 củ một cân. Đó. Ok, xin kính chúc cô chú anh chị sức khỏe và thịnh vượng.